Vâng, và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của FastK. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể truyền được dữ liệu, truyền được hình ảnh từ iPhone sang máy tính và ngược lại từ máy tính chuyển về iPhone một cách vô cùng nhanh chóng và đơn giản. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Rồi, và trước hết thì đầu tiên trên máy tính các bạn sẽ cần phải cài cho mình một cái phần mềm là Intel Unison. Và các bạn sẽ vào cái Microsoft Store. Thông thường thì chúng ta sẽ lên cái trang này để có thể tải được các ứng dụng một cách tốt nhất và cũng như là tránh trường hợp virus nha các bạn. Các bạn sẽ tìm cho mình là Intel Unison cho mình ở trên máy tính, sau đó thì các bạn sẽ bấm vào cái đầu tiên nhé, 4.7 sao này. Rồi, và nó đang có 506 xếp hạng này. Các bạn sẽ ấn cài và ấn mở lại lên cho mình. Sau khi mà đã ấn mở xong thì mặc định của chiếc máy này sẽ chưa kết nối được với iPhone đâu. Các bạn sẽ thấy được cái giao diện nó sẽ như này. Bây giờ thì mình sẽ thử xóa bỏ cái thiết bị của mình trước nhé. Ok, và bây giờ thì nó sẽ hiện lên là thêm điện thoại hoặc là thêm máy tính bảng. Các bạn sẽ bấm vào phần thêm điện thoại giúp mình. Rồi, và ở trên điện thoại thì các bạn sẽ vào App Store và tải cho mình phần mềm tên là Intel Unison và các bạn bấm mở lên cho mình. Sau khi mà đã bấm mở lên rồi, các bạn sẽ cho phép hết toàn bộ các quyền và bấm vào phần quét mã QR và bấm cho phép nhé. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái chiếc điện thoại này và quét mã QR ở trên chiếc máy tính. Rồi, và đây thì mình sẽ bấm xác nhận ở trên máy tính nhé. Chờ một chút thì chiếc máy tính và chiếc điện thoại của chúng ta sẽ được kết nối với nhau. Và cũng nên lưu ý là cả trên máy tính của các bạn sẽ cần phải có kết nối Wi-Fi và Bluetooth với cái chiếc điện thoại của chúng ta thì mới có thể làm được. Ok, và bây giờ thì khi mà hiện lên cái giao diện như này thì các bạn có thể thấy là chúng ta có thể chuyển ảnh qua từ điện thoại bằng cách là chúng ta bấm vào cái phần gửi này này. Sau đó thì các bạn sẽ bấm vào phần thư viện và các bạn sẽ chọn cho mình những hình ảnh nào mà mong muốn chuyển qua cái máy tính của chúng ta rồi bấm chữ thêm cho mình. Đó, và chuyển qua rất là nhanh thôi. Sau khi mà đã chuyển qua rồi thì trên máy tính các bạn sẽ thấy được rằng là chúng ta có hàng loạt các cái mẫu tin như này. Và các bạn chỉ việc bấm vào cái hình ô thư mục thôi là ngay lập tức sẽ có hình cho chúng ta. Khá là nhanh phải không nào? Kể cả video thì các bạn có thể làm được tương tự như vậy. Còn đối với trên máy tính thì sao? Các bạn sẽ ấn vào phần thêm vào điện thoại giúp mình ở trên góc này. Và sau đó thì bấm vào thêm những cái hình ảnh mà các bạn mong muốn được thêm. Mình sẽ bấm vào cái hình của S24 Ultra này đi. Thì ngay lập tức là trên điện thoại của chúng ta sẽ nhận được hình và nó nằm ở ngay trong phần thư mục điện thoại nha các bạn. Mình sẽ vào phần thư mục này. Đó, đây, và các bạn có thể thấy được rằng là hiện tại nó cũng đã có cái hình ảnh mới nhất ở trên máy tính chuyển qua rồi. Rất là nhanh chóng và đơn giản phải không nào? Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để có thể chuyển được hình ảnh giữa hai nền tảng, mặc dù là nó hơi khác nhau một chút liên quan đến điện thoại iPhone của các bạn và cả nền tảng Windows. Nếu các bạn thấy clip này hay và hữu ích thì đừng quên like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của FastK. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.